người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Đây là bài viết bài 1, bạn phải lập bảng báo cáo tài chính cá nhân của tác giả Round Coffee. Bọn mình đã làm phần 2 của bài này trước, do hơi lag một tí, nên nếu các bạn đã xem phần 2 rồi và chưa hiểu tại sao lại có phần 2, thì đây là phần 1. Còn nếu đây là phần đầu tiên các bạn xem, thì nhớ xem xong clip này, nhớ xem phần 2 nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, mình là Pink Dot và bắt đầu thôi nào. Những kiến thức dưới đây đều là từ những quyển sách về đầu tư, quản lý tài chính và kinh nghiệm thực tế của cá nhân. Có thể nó sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi: tiền của tôi đi đâu? Tôi cần gì để quản lý được tiền? Tại sao tôi lại cần quản lý tài chính cá nhân? Hãy để kinh nghiệm 3 năm cho quản lý tài chính cá nhân của tôi giúp bạn. Phần 1. Tiền của tôi đi đâu? Để trả lời câu hỏi này, tôi cần nói về mình một chút. Nam, 27 tuổi, thu nhập một tháng 15 triệu, hiện tại. Những năm đầu khi ra trường, tôi giống như các bạn bè lúc đó, mua sắm rất nhiều. Và lúc cần tiền, tôi luôn tự hỏi tại sao sau vài năm làm việc mà tôi không thể dư ra thêm đồng nào. Và đó là lúc tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên. Và tôi đã đọc rất nhiều sách, trang web về quản lý tài chính và áp dụng cực kỳ nhiều phương pháp. Và sau 3 năm, tôi đã tìm được phương pháp phù hợp với chính mình. Phần 2. Tôi đã làm gì để quản lý được tiền? Tôi sẽ cố gắng trình bày thật ngắn gọn nhưng đầy đủ, vì tôi cũng như bạn, không thích đọc những bài viết dài dòng và tôi là dân tài chính. Bước 1. Theo dõi dòng tiền. Ở bước này, đòi hỏi bạn phải thật tỉ mỉ, đó là bạn phải ghi lại tất cả, tôi nhấn mạnh là tất cả những đồng tiền ra vào cái túi của bạn. Hãy coi như bạn là một người thủ kho và tiền là hàng hóa, bạn ghi lại xem chúng đã đi đâu vào đâu. Mọi người thường thất bại ngay từ bước này. Đơn giản là nó cần nhiều sự tỉ mỉ. Nếu như không có bước này, tất cả đều vô nghĩa. Bởi vì khi có ghi chép, bạn mới biết được trong chu kỳ tháng hoặc năm bạn tiêu, nhận tiền vào đâu. Từ đó bạn mới đưa ra được quyết định tài chính của mình. Tôi dành ra khoảng 5 phút mỗi ngày để ghi lại những khoản tiền của mình nhận được và chi tiêu vào Messenger, và sẽ tổng vào file app tài chính của mình vào các ngày 10, 20, 30 của tháng đó. Trên là ví dụ của tôi, khá đơn giản và bạn có thể biến nó thành thói quen. Nếu cảm thấy bước 1 đối với bạn quá tiểu tiết và tỉ mỉ, khó khăn, bạn có thể dừng ở đây vì những phần tiếp theo sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, và cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho bài viết của mình. Bước 2. Biến dữ liệu thô thành sản phẩm. Vậy là bạn đã muốn tiếp tục khi đọc đến đây, hoan hô nào. Hoặc là bạn tò mò xem tôi sẽ viết cái quái gì tiếp theo. Đến đây thì tôi cần bạn có khả năng làm việc với Excel. Vì tôi đã thử với các app quản lý tài chính của Việt Nam, Money Lover, Misa, Moneymate và các app tiếng Anh khác, nhưng đều không làm tôi hài lòng. Đơn giản là vì tôi có các yêu cầu chuyên sâu về dòng tiền của mình và có thể chỉnh sửa nếu cần thiết. Với app thì khá khó khăn khi muốn thay đổi tính năng nào đó. Bạn vẫn có thể sử dụng các app trên nếu nhu cầu không cao và bạn thấy dùng app tiện cho bạn. Với các bạn muốn dùng Excel, tôi sẽ trình bày cực kỳ đơn giản. Tôi sẽ không gửi file Excel của tôi vì nó đã được cá nhân hóa rất nhiều. Bạn sẽ không thể sử dụng được, nhưng tôi sẽ sẵn sàng giúp bạn tạo ra một file Excel quản lý chi tiêu. Cấu trúc file, tôi sẽ chia file ra làm 12 sheets, chính là 12 tháng trong một năm. Trong một sheet bao gồm 3 phần, table. Table 1, cash flow record, dùng để tổng hợp lại những dữ liệu thô ở bước 1. Table 2, cash flow summary, dùng để nhóm các dòng tiền lại thành một mục chung. Table 3, asset summary, tổng hợp lại tổng tài sản, nợ và so sánh mức độ tăng, giảm so với tháng trước đó. Phần 3, tại sao tôi cần quản lý tài chính cá nhân? Tại sao bố mẹ chúng ta không có hoặc rất ít kiến thức về tài chính cá nhân để có thể dạy con cái của mình? Bạn đã bao giờ tự hỏi câu hỏi đó? Câu hỏi và câu trả lời đều được giải đáp bởi 3 tác giả: Go Dae-sung, Jung Sung-jin và Choi Byung-hae trong cuốn Thịnh vượng tài chính tuổi 30. Đó là thời kỳ khó khăn, nhưng đồng tiền tuy khó kiếm nhưng rất có giá trị, cộng với lãi suất tiết kiệm rất cao.
Bạn có bao giờ tự hỏi ngày xưa bố mẹ, chú bác mình đã thu nhập có vài trăm đồng trên tháng nhưng vẫn mua được tài sản, nhà, đất mà chúng ta thu nhập hàng chục triệu một tháng nhưng chúng ta lại phải lao động gần 20 năm thì mới có được một căn nhà và đất hay không? Thời kỳ bùng nổ dân số và dân số vàng đã kéo theo việc tỷ lệ tuổi lao động chiếm phần lớn trong cơ cấu dân số. Nói gọn là người làm nhiều hơn người ăn nên các chế độ hưu trí rất tốt, tỷ lệ đóng góp của độ tuổi lao động và tỷ lệ nhận của độ tuổi nghỉ hưu rất dồi dào. Như gần đây, đã có rất nhiều chính sách thay đổi do cơ cấu dân số đang chuyển từ dân số vàng sang dân số già do kinh tế khó khăn và tỷ lệ sinh thấp. Quỹ bảo hiểm, hưu trí sẽ bị thâm hụt và thời kỳ của chúng ta càng ngày càng phải đóng góp nhiều hơn. Công ty tôi đã buộc người lao động chuyển một phần lương sang bảo hiểm tự nguyện. Từ hai lý do trên, bạn sẽ thấy hai thời kỳ của chúng ta và bố mẹ hoàn toàn khác nhau, dẫn đến việc họ không có kiến thức tài chính vì với họ là không cần thiết. Nhưng với chúng ta lại cực kỳ cấp bách. Vào thời bố mẹ, chỉ cần một công việc ăn lương là đã đủ sống, mua tài sản, tích trữ và làm giàu nếu biết kinh doanh thêm. Nhưng với chúng ta, mọi việc đã hoàn toàn khác. Trên đây là một bài viết mở đầu cho series những bài viết về quản lý tài chính cá nhân, được cá nhân hóa, khác với những bài viết hoàn toàn về lý thuyết và được viết bởi một người đã có đủ kiến thức và kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính cá nhân. Nếu các bạn thực sự quan tâm, tôi sẽ viết gì đó tiếp theo. Hãy bày tỏ ý muốn của mình. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!